Đấy. Để xem mọi người làm này. Agi, vamos. Isso. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Passport. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Gà Gà Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đấy, bạn xóa dạ mày. Hồi nãy là đi ở đường mọi người là xe bị mắc lây đấy, là mấy anh em xuống là đẩy đau bởi là đứt cả dẹp rồi. Đấy, thì bây giờ là vừa ra đến nông trại đấy mọi người. Đấy, thì bây giờ để đi sang bên này thăm bên cái chỗ là vườn cây là hôm trước là vừa mới trồng một tí mọi người. Và cũng tí nữa là sẽ có một điều đặc biệt là mình sẽ là đưa mọi người đi khám phá một cái điều ở đặc biệt đấy mày. Điều đặc biệt ở bên này của người dân bên này đấy là tí nó sẽ đi khám phá những cuộc sống thực tế của người dân bản ở bên này đấy, làm gì để mưu sinh và sinh sống đấy, những cái cây là hôm trước đông đấy, bây giờ là đã làm tất cả những cái mái nhà đấy mọi người, cho tất cả những cái cây mới trồng đấy là không bị nặng đấy, vì bây giờ là nặng lên là những cái mới trồng là nó sờ nặng quá, nó ánh nặng nó phản chiếu trực tiếp vào đấy là sẽ bị hư hỏng, nên là đấy, anh Thánh và mọi người cũng làm những cái mái thế này để che cho cây. Đấy, buổi sáng thì nặng rất tốt, buổi chiều nặng khi đã dòi phía này rồi thì không nặng lắm nữa. Quan trọng là cái giấc bữa giữa trưa này, mua nặng giữa trưa này thì nó nóng, nó chiếu trực tiếp sẽ hỏng cây. Đấy, tất cả đấy là đều làm cái mái che hết tất cả mọi người. Cả là làm mái che hết, phải che như thế thì mới cây mới sinh sống phát triển tốt được. Đấy, từ đấy đến kia bao nhiêu mấy chục cây luôn. Đấy, chỗ là khu vực đây toàn là cây ăn quả thôi, đến sửa phía dưới này đấy, phía này là toàn cây ăn quả là mấy trăm gốc chuối tây đấy, đã trồng đấy rồi. Đấy, thôi bây giờ là mọi người hãy theo chân anh em mình là đi xuống ở dưới một cái khu vực ở dưới này là dưới góc suối, là để khám phá ấy, những cái điều thực tế người dân đã sinh sống và những cái nghề riêng của người dân bên này là làm nghề gì. Đấy, nói chung là rất là nhiều nghề mọi người, nhưng mà cuộc sống vẫn cứ là không thay đổi được. Vì sao? Vì muốn cuộc sống thay đổi ấm nó là phải có bên cái trồng trọt ấy, là phải nó đủ thì mới là thay đổi được cuộc sống. Đấy, còn những nghề phụ là để kiếm sống thêm thôi, kiếm thêm thu nhập thôi. Còn muốn xóa đói giảm nghèo là cái chủ yếu là trồng trọt thôi, gà chạy bồ. Đấy, ở đây những cái dãy chuối rất là đẹp rồi. Bây giờ đi xuống ở dưới sâu dưới kia mọi người, có một cái nghề của người dân đang làm ở đây thì mình cũng là thấy mọi người làm lâu rồi, nhưng mà cũng là không có thời gian để xuống ở đây quay cho mọi người. Hôm nay là mình vừa thấy là khói lửa tung dưới kia rồi, bây giờ phải đi xuống. Đấy, cũng gần chỗ nông trại của anh em mình đấy. Đấy, chỗ này là khu vực vườn chuối, ở dưới này là toàn bộ khu vực là khoai lang, khoai mì sẵn rồi đầu dưới kia rất là nhiều. Còn bên này thì khoảng quả đồi bên này, là bây giờ đi sang quả đồi bên này là khám phá cho mọi người là xem dưới này này. Đấy là người dân đang làm gì, công việc gì làm ở dưới này. Đấy, còn đây là nước là hôm anh em mình là tao về nông trại, bây giờ là chảy xuống dưới này. Cái này rất là dốc mọi người, chứ không phải là ấy đâu, cái này nước nó có chảy xuống dưới này thế này. Bây giờ đi xuống này, nếu mọi người đồng ý đấy thì mình sẽ là anh em mình sẽ đi qua bên ngọn đồi bên kia để khám phá bắt thú rừng bên kia luôn. Hôm sau sẽ làm một hôm là đi bắt săn bắt thú rừng. Đấy là nước chảy về đây mọi người, bây giờ đi xuống như này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, anh người dân đang lùi hủi làm công việc ở đây. Đấy, dưới này đấy, bây giờ đi xuống đây luôn mọi người. Đấy, đấy là cỏ bạc này đang đào gì đấy.
Wa sa li bai. A cho sa ba. Ha cho. Ele wa sa li go. Da sa la. A chi wa. O chi wa chi wa. O cho. O pong yo lo na ga. O pong yo na ka pen du la ko bi tu me mo. Ta ka mi na. E ka pi tan. Okay. O cho. Hey. Đang đau bởi tim cái củ gì mọi người. Chưa thấy. Bác là đau cái gì đây. Đấy, dưới này thì đóng hơn nữa này. Đấy, dưới này đi xuống đây. Úi chà. Làm gì dưới này mà đóng đục thế này biết. Đây. Đấy, xuống xem mọi người làm gì đấy. Quá xa đi. Đã xa là. Chi hoa. Ô chô. Ô. Đấy. Đấy, cả nghe đây, mọi người đang đọc, mọi người cứ nhìn này, những cái khung cảnh đấy này. Đấy. Đấy là bác trưởng thôn mọi người. Đấy, nhìn như cảm lớn đấy. Thơm lắm. Thơm lắm mọi người. Đấy, sẽ phải tiết ra tủ đồ này. Dạ, mê tê, mê tê là. Oh, à. Mọi người nhìn cái cứ nhìn những cái đấy là chắc là đặc biệt là làm gì đấy thôi, nấu gì đấy thôi. Đấy, mùi thơm lắm. Tí nữa mình sẽ nói luôn đấy. Đổ vào nấu đây. Chà. Mùi thơm nức này, thơm nức nở. Dạ, tia ra mai ai nè, tên mai nè. Cái đó vừa quét địa tiền đó, quên đó. Đấy, đây là nghề nấu rượu và những cái kiểu cách nấu rượu của người dân bản địa ở bên này mọi người. Đấy, mình cũng được nhìn thấy nhiều lần rồi. Đấy, bây giờ sẽ quay cho mọi người xem chi tiết là những cái cách nấu rượu đấy, thì mình sẽ hỏi bác trưởng thôn đấy là nấu như thế nào đấy, và nấu sẽ bán đi đâu đấy, bán cho những ai ở đâu. Cái rượu này là rượu là mình được biết là nấu toàn bằng hoa quả đấy mọi người, hoa quả từ mía này, từ quả chuối này, từ khoai lang này, nói chung rồi là từ tất cả loại quả là mọi người là rượu dừa này, mọi người là nấu đều nấu tươi ra hết. Đấy, tính là ra để cho mọi người xem luôn này. Dạ phải ấy xem tao. Cuối gì nha, cá sĩ đi qua lề. Bà ta ta con kể. Đấy là nấu rượu chuối và khoai lang mọi người. Đấy, sẽ mở trong này đấy là. À kì bảy ta phải gì? À kì này, được bôi vào màu. Mấy tên là cô gì nha? Ừ. Đấy là ủ mé này trong này mọi người. Để bữa ra cho mọi người xem. Đấy, trong này là khoai lang về chuối này. Dạ, mấy tên đây. Đấy, đây. Đấy, chào này. Đấy mọi người, khoai lang về chuối này. Thơm lắm, ủ lên men thơm lắm. Đấy, những cái rượu này là rượu không hóa chất gì hết, như chỉ có từ hóa quả mà ra thôi. Đấy là nấu từ hóa quả này, rượu mía, rượu chuối, rượu khoai, rượu dừa. À, tu du phu ta ta phải chứ cá sì này. Đi, chim nó chỉ cuốn lên chứ cuốn lên chỉ theo cái chuyện gọi chim nó vào lên đi. Ok. Đấy, cái những quả bì đây mọi người, bà cũng bảo là cũng nấu được ra thành rượu đấy. Là rượu hoa quả đấy, mọi người xem này. Hay rượu này mà uống thì nó không bao giờ là bị đau đầu luôn đấy. Cái rượu hoa quả mà rất là yên tâm luôn, không sợ cái hóa chất gì, không sợ là
cồn như ấy ở Việt Nam mình là rượu pha cồn đó, rượu vừa đi vừa nấu đó, rượu này là rượu đừng ngồi để nấu, rượu hoa quả cái này mà mang được về Việt Nam một ít lúc đi cả quán nhậu đấy, mang đi uống thì rất là ok luôn, không sợ gì cả. Hoa quả này uống là không say mọi người, vì rất là nhẹ luôn. Đấy, còn nó cũng nói chung rượu nào thì cũng thế thôi, cũng say thôi. Chứ không phải là không say đâu. Nhưng mà rượu này uống ít thì nó bình thường. Cái rượu này phụ nữ, các đàn ông đàn bà gì cũng uống được, đàn bà cũng uống được, phụ nữ cũng uống được. Vậy thế school ra ra phải giờ mà không mà về. Tao nói cái sai gì? Quá tệ tệ rồi. Ồ, vô bên mình rồi. À, ông biết. À, ok. À, đã nấu một nồi buổi sáng rồi mọi người, bây giờ nồi thứ hai rồi. Tony, đây ông bà prova. Thơm lắm mọi người ạ. Cái hoa quả. No, this is bue. Cái gì vậy? Vần cay cay nhưng mà kiểu nó êm êm mọi người. Đấy, thơm 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 cái mùi vị của chuối với là khoai lang, rượu chuối và khoai lang mà. Văn xóa, Văn xóa thì không bao giờ uống rượu bia đâu mọi người. Thơm lắm. Anh đâu có sốt à? Thơm lắm. Cúi à, cha bếp à. Anh cho ai thử đây. Thấy rượu hoa quả rất là nhẹ lắm mọi người. Ông cảm thấy nó hương vị nó ngọt ngọt. Thơm thơm. Nó ếm lắm, kiểu nó không bị sốc nóng như kiểu rượu ấy đâu. Nó thơm lắm. Ôi, Jafika bé ba đùng. Đùa tí cho vui mọi người. Cái rượu này uống nó mềm, nó thơm lắm. Mà nó êm, cảm giác nó êm, nó không bị sốc, không bị nóng. Mặc dù là vừa nấu sóng, đang còn nóng luôn ấy. Đấy, đang còn nóng luôn. À, cái đám mây giản ấy. Đấy mọi người này, đấy, cái cán 20 lít này gần đây đây này. Đấy. 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 Chỗ này là có cái suối đấy này. Nên mua mưa là nước rất là to luôn mọi người. Bên kia thì không để đi qua bên kia được. Đấy. Rồi dưới này là thúng lúng, dưới này là có cá sấu đấy. Ê, ê, xe tên ra cá đấy. Nó tên. À, không có đâu mọi người, cá sấu không có đâu. À, đấy. Bây giờ là đầy nắp vào nấu này, để xéo này, xem mọi người lao này, bắt đầu lao này, đang làm cả cái công tác. Dạ, bố đôi pha dễ nhá. Ở bố chỉ có lô lô nát à? Đã bao quả bám má? Ở chỉ chém mà ngồi đi. À, bây giờ là làm nhồi bột để nhồi đất bùn đấy để đắp lên đó. À, phải bịt kín những cái miếng nồi này. Cái này mà có cái nắp vung thì đẹp, nhưng mà cái này là cái thùng phi.
Đấy, đập đất lên. À, gì giống như ở Việt Nam mình đấy. Vì ngày xưa nhà mình là ngày xưa cũng là nấu rượu mọi người. Là khi ấp nồi lên đấy, là bắt đầu là sẽ là quấy cái cám đấy, bột cám đấy. Là bắt đầu để bịt bịt những cái lỗ cho nó kín đấy. Thì bắt đầu đấy mọi người không có là bịt bằng đất bằng bùn. Đấy. Đây để xem mọi người làm này. Đấy, cái nắp bắt đầu cứ bịt đấy. Để xem tí nữa rêu rêu chắc là chảy ra bên kia. À, cái vai mét qua lại. Qua lại. Cùng vui đó mọi người, hãy nấu nồi rượu mà chấm chấm lại chấm chủ mọi người nấu thế này. Rượu hoa quả, rượu này chắc là nấu hoa quả này chắc là cũng đắt lắm đấy. Thì tí mình hỏi ba bạc nấu để bán ở đâu, bán trong bàn hay là nấu đem đi đâu bán, hay là có người đặt mày nấu. À, nấu rượu mà xem đông vui thế này. Đấy, nấu rượu là ở đây phải có nước chảy này mọi người. Chứ mà không có nước chảy ở trong bản thì không có nước đâu ra đó. Đấy là nước chảy trực tiếp từ trên nóng trài chảy xuống. Đấy là mọi người làm cái đấy. Đi qua cầu đấy, đấy chảy chảy qua này đấy mọi người. Đấy, chảy chảy qua đấy, đấy bắt cái tàu chuối là chảy qua đấy. Đấy còn có cái ống tiếp đấy này, chắc là để lấy rượu qua đấy mọi người này. Để xem các bác làm như thế nào ở chỗ cái miệng này. Đấy. Ô, chị đi sang đây làm gì này? Phải cầu. Đi sang đây làm gì này? Phải cà phê là. Đây cà phê mà tập vào là. Ok, nguy hiểm lắm, cán ngắn không nghe. Cà phê. Đây là ACP, tipo batata. À, là tên bue? Sí, es donde tengo la labrador. Así coquillas. Con điều cái em kể sao mới kia này, nguy hiểm thế nhỉ? Đi linh tinh như này, hey, người dân bản địa lên. Thôi, vai cây yêu. Cút yêu cơ ngủ. Đấy. Vai cà phê sẽ tìm bùa sĩ bát tà. À, sĩ bì đi. À, đi sang bên kia để cuộc cái củ gì để về ăn mọi người ạ. Đấy, treo đeo lồi suối đấy. Đấy gọi là treo đeo lồi suối mọi người. Đấy, mưu sinh, cuộc sống mưu sinh đấy. Úi dạ. Đấy, Leo ấy à. Con điều cả em bé sáu này. Ê, quý đá đủ. Cái gì hả sợ? À, sáng đến nơi rồi. Bên kia đi buộc cái củ gì đấy. Đấy, sợ bây giờ rồi. Cho mình đi, mình cũng không dám đi đâu mọi người. Nói chung là khi cuộc sống đói mọi người là phải bất chấp hết tất cả. Đi sang bên kia là cuộc cái gì bên kia. Đấy, con để quay lại bên này là để xem mọi người nấu rượu đấy mọi người. À đấy rõ rồi. Cái cây. À ra tu. À đấy con bắt được chuột nướng mọi người này. À đấy chuột nướng này. Cái đấy là con chuột nướng luôn này. Chà, ăn có cái gì ăn là ăn được hết. Ăn là nó có dẻo đấy. Chà, nó nướng cả chuột ăn đấy. Nó đừng đấy, xin miếng thịt chuột. Đấy, con đấy là nấu rượu đấy mọi người. Là đi ra đây này. Chờ cái lỗ thông hơi này này. Khi nào hơi bốc lên đấy. Là lấy cái này là úp lại này. Là bắt đầu bôi tẹt bùn này. Cho nó kín, bắt đầu để hơi nó chảy ra chỗ ống này đấy. Đấy.
The boy is quite bad, sir. See, yes, I there is wine. Đấy, đấy là cái ống ngồi ống này mọi người, ống tiệp đây đấy, bốc hơi thì ống tiệp. Đấy, ống tiệp nó bốc hơi là chạy theo ra đây, đấy, chạy theo đi qua đây là qua cái chỗ nước đấy là làm lành đấy, làm lành rượu là đi qua đấy, qua bên này đấy, phải xây kỹ đấy. Ừ, xây ở kia kia. Đấy mọi người, rượu tí nữa là đi qua đấy. Qua là ra đây, tí nữa rượu ra mình sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đấy, qua đây này, ra đây chỗ này kiểu ống tiệp đây này. À, đấy là cái bộ phận đó là qua cái bộ phận làm lành hay làm mát rượu đấy, vì trong kia ra là rất là nóng luôn đấy, dưới cái hơi nấu rượu là bằng cái hơi men nó lên là bắt đầu ra ống đấy, là khi nóng gặp lạnh đấy nó đóng tụ lại thành cái rượu đó, nó sẽ chảy ra đấy mà. Chà, đấy được đấy. Ở đây phụ nấu rượu là tí nữa xin một chén. Đấy, không biết bao nhiêu phút nữa thì mới có rượu uống đấy. À, để mình hỏi bác là một cái nồi này là được bao nhiêu lít rượu nhá mọi người. Bây, em sẽ bán này là vai sẽ quan đến lý tù đề cái gì. Hả? Đấy. Để mình hỏi bác một tí về cái ngành này. Đấy, một nồi này được 8 lít mọi người. 8 lít rượu. Rượu rất là ngon luôn, rất là uống rất là êm luôn. The boy vai vender onde? Vendo na praia do Rio. Ah, na vila? Na vila. Ah, ok. Onde eu tenho dinheiro. Ok, aonde lá tem dinheiro? Tem dinheiro. Aqui não tem nada. Aqui onde é? Não tem? Não tem nada, sim. Ah. Ou tem pessoa lá vai mandar, né? Sim. Manda, depois vai fazer, trazer lá? Lá, sim, sim. Tem na vila. Ok. Na vila? Tem pessoa? Tem pessoa. Manda tôi lấy con trở lại. Ok. Bác nấu ở trên thành phố bán, hoặc là có người ở trên thành phố đấy, là người ta vào đây người ta đặt, là bác sẽ làm là để nhập lên trên đây. Chứ rượu này là không ấy được đâu. Cậu ở trong bản là không có tiền mua. À, một lít là un litro de vendela na vila e quan. Ở thì nào. Ấy. Ở rồi. Nói mi đi. No. Ở thì nào. Ok. Đấy, một lít này tính ra ở Việt tiền Việt Nam mình được 12.000 là một lít mọi người. 12.000 là một lít rượu. Đấy. Là bán ra mua được bao nhiêu là thử. Đấy, nấu rượu này là chỉ có những người có tiền mới dám đặt mua để uống đó mọi người. Đấy, vì trong được cây mía, trong được cây khoai, rồi trong được cây chuối nó cũng là một công sức lớn. Rồi đem cái những người thử đấy đi bán cũng rất là có tiền. À, bây giờ là bỏ công thêm để nấu ra rượu bán nữa thì đúng là đặt cọc đấy. Bán một lít là 12.000 là cũng rẻ đấy đấy. Là bán ở chỗ ngoài chỗ anh em mình thôi. Còn nếu mà đem đi các thành phố lớn, các thủ đô thì rất là ăn khách luôn. Sẽ là rất là được giá đấy. Như kiểu ở quê mình đấy. Nấu rượu nếp ở quê mà mang đi Hà Nội, mang đi Sài Gòn bán đi là rất là được giá. Mà những người có tiền là người ta là cứ mạnh gì ngon, con gì béo, cái gì trống suột thì sẽ uống thôi. Mạnh gì ngon, con gì béo ăn rồi, cái gì ngon là sẽ uống, cái gì là không hóa chất thì sẽ uống. Là những người có tiền hay như thế, những người thành phố, những người đại gia ở ngoài rau, ở ngoài thành phố là sẽ là rất là chuồng uống những cái loài này. Đấy, uống êm này,
tốt cho sức khỏe này, mà không bị đau đâu. Nói chung rượu thì không tốt lắm, nhưng mà uống cái rượu hoa quả thì nó đỡ hại sức khỏe hơn những cái rượu tây, rượu lúng túng ấy. Là những rượu đấy nó hại cho sức khỏe lắm. Đấy bây giờ đấy, bị đấy rồi, bây giờ tí nữa rượu bắt đầu ra mọi người. Đấy chờ rượu ra này. Đấy bây giờ bỏ trái vào này. Bỏ trái vào này. Đang muốn đi ra giúp chị đẩy cái mồi mà giúp chị đẩy tí mà không đi được mọi người. Bổ ngã lại đi không quen. Bạn xóa vai ai vô đây. Bạn xóa ai. Hay sau một tiếng chị đẩy đi cuộc ở bên kia. Cuộc cái gì đấy cũng đã về rồi. Đấy. Băng rừng, băng suối, vượt. Cho nên là mấy sông cũng vượt, mấy đèo cũng qua đấy. Đi đi kiếm ăn hay không phải củ gì đây. Nhìn cũng đấy, được đi chảy cuồn cuồn. Con điều cả em bé ở trên lưng nữa mọi người. Ê trời ơi, củ này dùng củ gì đấy? Củ gì đấy mọi người ạ? Này. Ê, thế batata? Ơ, sư sư. Củ này giống như củ khoai tư mình nhưng mà không phải mọi người ạ. Không phải củ khoai tư, giống như củ rẽ, củ khoai lằn gì đấy. Cái nào rấu rấu này. Đi về đánh mà bữa trưa đấy. Đào bên kia bên củ dài củ này mình chưa ăn bao giờ, mình cũng không biết củ gì, chỉ thấy là giống củ khoai tư. Khoai môn cũng không phải, khoai tư cũng không phải. Đấy, bây giờ đi về. Đi qua ấy cũng mau. Đi kiếm cái ăn mà băng suối băng sống thế này rất là tồi. Thì không phải làm thế nào, bây giờ chỉ có cách là để hướng dẫn cho mọi người trồng trọt thôi. Trồng khoai, trồng bắp, trồng ngô để đỡ phải những cái cảnh này mọi người. Còn có cả em bé trên lưng nữa. Tambula aquí. Vamos. Isso. Yeah. Con điều cả em bé đi, ướt hết rồi. Không còn gì nữa. Cái củ này đây. Dạ phải. Sao vậy cô nhà thì bà ta tận đấy. Bà phải gói gì xong mà. Thế nghe cái mùi. Ăn cái củ này mà phải đi băng qua suối thang bên kia phải đào được. Phải ở là bên này xuống vẫn là trên. À, rượu đã ra. Giá sao? Đó thôi vô xem. Thôi. À. Ta về không được mà. À. Rồi. 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 Đi ra đây xem đấy. Ừ. Đây mọi người. Đấy.
Giờ là chạy đây. Đấy, chạy từ trong này ra đây. Đấy. Bắt cái ngọn này là người voi chạy từ dẫn từ trong này ra đi xuống đây. Đấy, chạy xuống đây đấy. Đấy, giờ chạy đây. Sao? Nó cho vào cái trái này thôi. Đấy, thơm lắm. Thơm nó cũng mùi mén nhưng mà nhẹ, nó êm, ngọt ngọt. Đấy, đừng để xem nấu rượu thử rượu này, tí nó chiêu lại không về được mọi người. Đấy. Đấy, thôi bây giờ đi về đấy. Đấy, nói chung là cũng xuống đây quay cho mọi người xem luôn đấy. Ở đây những người dân ngoài những cái mùa trồng trọt là mùa mưa đấy, bây giờ là hết mùa mưa sang mùa khô rồi, là có những nghề gì đấy, nghề nấu rượu này để nhập đi thành phố bán cho người nhà giàu này. Cả chị đi ra đây rồi chắc là cũng chờ bên kia suối để đi lấy cái gì về. Đấy, thế thôi bây giờ mình là đi về tiếp tục công việc để trên nông trại mọi người. Xuống đây cũng hơi lâu đấy, đi xuống đây cũng 2 tiếng, hơn gần 2 tiếng thôi. Đứng đây ngồi chờ làm đây nấu rượu ấy, gần say rồi mọi người ạ. Thôi mình về. Dạ bây chào chào nhá. Chào 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 bạn. Chào các bạn. Chào chào. Dạ. Chào. Bây chào nhá. Đây thì tiếp tục công việc đến kia đấy. Anh Thạnh đang, mọi người đang làm bên kia. Xuống đây quay. Nói chung là đời sống người dân ấy, nói chung tư tưởng giờ nó cũng rất là quá khổ nó như thế này mọi người. Đấy, cứ ngoài những cái mùa mưa, chờ mùa mưa để trong trong mọi người dân là cứ trong vứt thế thôi chứ không chăm sóc như người Việt Nam mình đâu. Anh em mình giờ cứ mong muốn người dân là biết cách trồng như micro à đây, cứ mong người dân là biết cách trồng để được ấm nó hơn. Còn những cái này thì những người ngoài nghề phụ mà người như bác trưởng thôn nói đấy, có người đặt này hoặc mang ra thành phố bán, hoặc những ai có tiền thì có thể mua, nhưng cũng đặt mà chứ không phải rẻ đâu. Thế là quay cho mọi người xem thế thôi. Bây giờ tiếp tục công việc nông trại thì video này mình cũng xin kết thúc ở đây. Mọi người hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân ở miền núi Châu Phi các bạn nhá. Chào các bạn.